phải tự gọi bên đó. Dạ, dạ. Mình tên Thanh, hôm nay mình đến thách bà Bonega. Dạ. Nơi đây á, là người ta gọi là thách bà Bonega, còn gọi là thách Thiên Y Thánh Mẫu. Ở nơi đây á, là thờ người mẹ. Bà này á, là xuất thân của bà là tiên nữ giáng trần, bị đỏ xuống dưới trần gian. Thôi chúng ta đi nào, bây giờ là buổi sáng hôm nay là ngày thứ, bữa nay ngày thứ ba. Một buổi sáng tốt lành. Du khách đến đây rất là đông. Rồi chúng ta đi, let's go. Xem các đồng của nghĩa là ông đi thoải mái tiền ga muốn làm ăn gì làm. Để đi vào chung. Rồi. Vâng, em nghe. Và nơi đây ở ngày xưa thời của người dân Champa đã xây dựng ở đây thành cái gọi là bát quái. Không, mình ở trên nhìn xuống mình thấy là tưởng là bát quái trận đồ, không đúng. Đây nơi đây là một cái sân khấu để mà quay phim, để múa hoa, múa bóng, nó tưởng nhớ đến người mẹ Thiên Y Anna, nó dạy cho họ để dạy cho họ là kéo vải nè, dạy ta là nghề thuốc nè, dạy ta cách làm người nè. Và nơi đây là cái lối đi lên, do bào mòn theo năm tháng thì cái lối bực cung cấp ngày xưa đã bị mất. Và đây đây đi, anh em mình đi tìm chưa? Đi tìm không? Rồi có nhiều người dân địa phương và khách phương xa thắc mắc một điều, tại sao trên đỉnh tháp để một cái cục đá tròn, đó là tượng trưng cho, nó gọi là linh ga, tượng trưng dương vật của người đàn ông, vì có âm và có dương, đó là linh ga, còn gọi là dương vật của người đàn ông nha các bạn nha. Phải là quách tích mới tôn tạo đó. Còn những viên cái đá này là ngày xưa, nguyên thủy của nó là ngày xưa này đó. Các nhà khoa học thế giới cũng đã tìm tòi ra mà không thấy hiểu được là cái trước kia làm sao cái chất bữa này đã kết chính như thế này, và bây giờ là lại cũng loại đất này, đất này mà cái gì mà không kết chính thì thôi đều có thắc mắc trong đó. Còn bây giờ có giới trẻ bây giờ đa số hướng dẫn viên họ theo khách mở thôi, cái khách mở đôi khi nó không có đúng cái thật sự thực tế ở ngoài đời của người dân địa phương sống từ bao bao giờ này.
Rồi chúng ta đi lên trên tháp chính. Nghe chưa? Rê hình quay bên kia luôn, quay hình bên kia. Xe kia là cái cầu sớm bóng à, cầu sớm bóng bên này cũng được. Tại sao có cái bên gọi là cầu sớm bóng? Thường thường á người ta xây ra, người ta đặt lên một tên một con đường hoặc là tên một cái vị anh hùng nào đó để cống hiến cho đất nước, mà người ta không đặt tên, mà đặt tên cái cầu sớm bóng. Đây bởi vì ngày xưa ở đây là vùng đất rừng núi và biển, thì người dân lấn biển lấn rằng và xây dựng nên cái cầu gọi là cầu sớm bóng. Cái tên cầu sớm bóng bắt nguồn từ vào mỗi năm vào ngày 23 tháng 3 âm lịch hàng năm, người dân xóm Đàn Chài là phía dưới kia đã tổ chức múa hoa dâng đèn gọi là lễ hội múa bóng đó, để tưởng nhớ đến người mẹ thiên nhiên Anna Thánh Mẫu, để dạy cho họ dịch vải nè, dạy làm thuốc nè, dạy cái cách phép đất nè, để chúng ta thành con người hoàn thiện đến ngày hôm nay. Thì cái tên đó nó ra đời là cầu sớm bóng Nha Trang. Có nhiều người đi trên con đường, tại sao đã thắc mắc, đôi khi có nhiều người hiểu và người ta không hiểu, nó nói tại sao có cái làng sớm bóng. Sớm Đàn Chài là ngày xưa là cái khúc dưới kia đó. Thì ở trên tháp bà Bonaga này á, thì tổng cộng là nó có 5 ngôi tháp. Cầu sớm bóng mà bây giờ sẽ xây dựng là mới, dự án của nó là 18 tháng. Đó. Cười các bạn. Đang hiểu cái cầu. Đang hiểu cái cầu. Khi mà chúng ta bước lên á, từ bậc thang lên trên bãi đất rộng này á, nhìn thấy á, cái ngôi tháp đầu tiên á, là ngôi tháp thờ mẹ. Tất nhiên là người không phải thân sinh ra bà Thiên Nhi Anna, là cha mẹ nuôi đó, cha mẹ nuôi. Đây là cái ngôi tháp đã tưởng nhớ đó. Đây là tháp của mẹ của bà, và tháp cái bên là tháp ông, tất nhiên là tháp cha của bà. Và tháp chính giữa mà trực diện á, là chánh điện á, là tháp của bà thờ Thiên Nhi Anna Thánh Mẫu. Và ngôi sau nữa là thờ 12 cô 12 cậu, là cái những người hầu của bà đó. Được kế một cái ngôi tháp mà chúng ta giờ không thấy cái ngôi tháp đó nữa, nhưng vết tích nó vẫn còn là thờ hai người con của bà, là một người trên con trai tên là Trí, người con gái tên là Quý đó. Thì theo thời gian năm tháng bào mòn và có cái sự mà nó bị sụp đổ đi, là mất đi cái ngôi tháp thứ năm. Đúng ra trên tháp bà Bonaga này hiện tại có 5 ngôi tháp, nếu nguyên thủy của nó là còn 5 ngôi tháp, mà bây giờ chúng ta hiện tại nhìn thấy là có 4 ngôi tháp thôi, mất đi một cái đó. Và nói sơ qua như thế này, bà là tiên nữ giáng trần, bị đọa xuống vào trần gian đã làm thành một con người,
thì bà rơi xuống vào vùng đất Đại An, Đại Điền, Đại Diên Khánh ngày nay. Đó, thì rơi vào một cái rẫy dưa của ông bà Tiều Phu, ngày xưa còn hoang phê, hoang vu lắm. Thì ông bà Tiều Phu này vốn chỉ không con, thì hàng ngày đến cái mùa mà gặt để mà thu hoạch dưa thì phát hiện cứ mỗi một ngày là mất một trái, mỗi ngày một trái. Ông bà rất tâm là nói hồi nào giờ ở trên vùng đất hoang vu này tại sao không có ăn trộm, bây giờ là có ăn trộm. Thì ông bà mới rất tâm để đi tìm được thủ phạm. Thì một ngày nọ trời trăng rất là trong sáng, ông bà phát hiện một thiếu nữ tuổi trạc 13-14 đó, đang hái dưa đùa giỡn với ánh trăng, là tưởng nhớ đến ngày xưa mình cũng là tiên nữ dáng ở trên cảnh Bồng Lai mà bây giờ lại xuống làm con người. Thì ông bà bắt được cô gái đó, và ông bà vốn dĩ không có con nên nhận cô gái này làm con nuôi đó. Và theo năm tháng sống với nhau thì cô gái này cũng đã khôn lớn đó. Thì bỗng một ngày kia có một cơn mưa lớn, cây cối đầu nguồn nó trôi xuống, thì bà dùng thần thông biến hòa mình vào cái khúc cây để mà trôi giặt ra biển cả, mặc cho sóng gió đưa đi đâu thì duyên lành đã đến, giặt vào đất Trung Hoa đó. Thì đến cái vùng đất Trung Hoa đó thì người dân hiếu kỳ tại sao khúc cây nhẹ để này vớt lên bỏ rồi để phải vướng mà 10 người khiêng không xuể, 100 người khiêng không xuể đó. Thì thái tử Bắc Hải lúc ấy là nghe tin như vậy, hiếu kỳ đến xem. Khi đến xem thì thấy khúc gì nè, cái khúc cây này nó nhỏ bé mà tại sao nhiều người là không nhấc lên nổi. Thì thái tử đến nhấc thử, thì mọi người cũng nể vị vua tương lai sau này đó, để cho ông ấy thử. Rất là kỳ lạ, như một khúc gỗ, như một cái tờ giấy. Thái tử nhấc đem về phòng cung vua để làm cái của báu riêng, coi đó như một báu vật. Thì hàng ngày cứ mỗi đêm thì trong cung vua bề bộn, thì trong khúc cây chuyển mình ra một thiếu nữ, bây giờ cô ấy cũng đã lớn rồi, 18-19 đôi mươi rồi đó. Thì bốn thái tử rất là nhà vua kiến vợ cho thái tử mà không có ai hài lòng cả. Thì thái tử thấy ủa trong phòng mình sao có mùi thơm thoang thoảng đó. Cái mùi đó sau này ở tỉnh vùng đất Khánh Hòa là gọi là Kỳ Nam, là khúc cây đó nó nằm trong cây gió bắt nguồn là gọi là Kỳ Nam. Thì thái tử thì thấy thiếu nữ này ở trong cung vua thì bèn ôm. Thì cô tiên này không biến được hóa được thì ở đó luôn. Thì đức vua cho thầy bói đến xem vẽ bói, thì duyên nợ đã đến, thì hai người đã lấy nhau, sống một thời gian sanh ra một trai và một gái. Theo năm tháng ở Trung Hoa là Trung Quốc ngày nay, nhớ lại quê nhà, nhớ nơi cha mẹ nuôi để nuôi mình khôn lớn ngày hôm nay, thì bà xin phép thái tử cho về Đại Việt để thăm cha mẹ. Thì thái tử đồng ý gia hạn là cho đi, như thí dụ cho đi một tháng. Thì bà về một tháng về lại nhìn cái cảnh hoang sơ tiêu điều, cha mẹ đã không còn nữa. Bà lập ngôi miếu thờ đó, và đem cái văn hóa của người Trung Hoa ra dạy lại cho người Việt mình đó. Thì từ chỗ đó thì vào một ngày đó, trời quang mây tạnh vào ngày 23 tháng 3 âm lịch hàng năm đó, thì bỗng ở trên trời xuất hiện một con hạc trên trời bay xuống chở mẹ con bà, cũng như là hết cái nạn người Việt rồi đó, trở về lại trời. Thì người dân địa phương nhớ ơn bà đó, coi bà như một người mẹ thiên nhiên đó, để dạy cho họ là mẹ của người Chăm ba nha, của người Chăm bây giờ nha đó, chúng ta là người đàn ngòi thôi, cái đề văn hóa của người dân tộc. Rồi đó, đây là tháp ông gọi là tre của bà.
bên này là cha, bên này là mẹ. Đó, đây là tháp chính thờ bà Tiên Iana Thánh Mẫu. Chú vô báo không? Em có vô không? Không hả? Chắc hỏi qua. Ừ, rồi chơi được rồi. Ừ, ngột ngạt. Đây còn đây là cột đá gọi là linh ga, tượng trưng cho trời, còn gọi là bên phái nam gọi là dương vật. Rồi mình đi ra đường sau. Là cái tháp thờ 12 cô 12 cậu theo theo tục truyền người dân địa phương. Những người này là người hầu của bà. Và nơi đây, đây là tháp thứ 5. Đây là tháp thứ 5 vết tích của những ngôi tháp còn lại. Đây là cái đế móng. Tháp thứ 5 thờ con trai, con gái của bà. Bây giờ không còn nữa, thì bị sụp đổ theo năm tháng do mưa gió, bão tố, phong ba. Đó, đây là phần đế. Phần đế vết tích ngày xưa của tháp thứ 5. Có nhiều người lên trên này nhìn thấy cái 4 tháp mà không thắc mắc là tại sao là không có tháp thứ 5. Đây là tháp thứ 5. Đây là vết tích của ngày xưa. Bây giờ là chỉ còn cái chân tháp thôi. Còn cái chân tháp thôi. Có những nhiều người dân địa phương tại vùng đất Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đó, không biết được cái điều đó. Bên kia là nhà hàng Hải Đảo. Ngày xưa thời mà còn kinh tế chưa phát triển, bên đó là một cái khu du lịch hải đảo toàn là vườn dừa.
người dân địa phương muốn đi qua bên này phải đi bằng đò để đi qua. Do bây giờ kinh tế phát triển thì người ta sẽ đầu tư vô, những doanh nghiệp đầu tư vào làm cái cầu để bắt ngang qua, thì vết tích của hải đảo, nhà hàng hải đảo ngày xưa vẫn còn, và lấy cái tên là Champa Island. Cây tre thì cũng không thấy rõ gì mấy. Chắc đi qua lên, mình đi lên trên kia là nó nhìn rõ hơn. Dạ, yeah, ok. Được rồi, cái đòi đang đòi kia. Và nói cho các bạn trong gia đình YouTube biết luôn là ngày xưa từ năm 1975 khi giải phóng, Nha Trang hoàn toàn giải phóng, thì khu vực Bình Đai phía dưới này và xung quanh có hàng trăm, 500-700 ngôi nhà dân sinh sống xung quanh Bình Đai này đó. Thì bây giờ là nhà nước đã di dời qua cho khu tái định cư mới để làm khu du lịch Tháp Bà Bonagang ngày nay. Trưa hay tối ra giả tiền cho nhà bác. Gọi điện để em lên, hỏi lên. Anh có nhà không? Bà này cày không? Quê nó bảo là ngay cổng sắt kiên cố. Mình đi. Đi bằng đường này, đi bằng đường này lên, đi bằng đường này lên nè. Đây là quang cảnh của khu du lịch hải đảo đó. Ngày xưa muốn đi qua bên khu du lịch là vui chơi giải trí đá gà đó. Còn mà thì phải đi bằng đò đi bơi qua. Còn ngày nay thì khoa học đã hiện đại rồi, họ sẽ làm cây cầu bắc ngang qua và doanh nghiệp đã thuê đó làm nhà hàng Champa Island. Và phía xe kia trên những cái triền đồi có những cái ngôi chùa mọc lên, đó là chùa Hải Ấn, dân địa phương gọi là chùa Hang. Nếu người bà con cộng đồng người Việt ở nước ngoài nhìn đó là biết rõ, có nhiều người con của đất Nha Trang này đi ra nước ngoài sinh sống và cũng quên mất cái quá khứ đó đi. Đó là chùa Hang. Chùa Hang là theo tiếng gọi của dân địa phương. Và tên của ngôi chùa là chùa Hải Ấn. Và kế bên là xưởng đóng tàu lớn nhất khu vực tỉnh Khánh Hòa là khu đóng tàu Sơn Thủy. Bây giờ vẫn còn đóng tàu nha bà con. Bây giờ nói kết thúc nghe. Đó, những cái thứ gì tôi là người dân địa phương biết được những gì thì nói được điều đó. Còn có những điều gì mà không có làm hài lòng quý anh chị, cô bác, anh chị em YouTube thì xin niệm từ bỏ qua. Nếu cảm thấy hay thì xin vào đăng ký kênh YouTube Phúc Nguyễn Hà Lan. Xin cảm ơn.